Phương Đức xin kính chào quý vị khán thính giả. Xin chào mừng quý vị và bạn đến với bản tin nổ banh nóc. Lộ kết quả xét nghiệm ADN của con gái cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Ca sĩ Nguyên Vũ tiết lộ rằng anh đã có kết quả xét nghiệm ADN chứng minh chị Võ Thị Hồng Loan là con gái ruột của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Con gái cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, chị Võ Thị Hồng Loan, 37 tuổi, lần đầu lộ diện trong đám tang nghệ sĩ cải lương gạo cội. Chị Loan xác nhận với phóng viên Dân Trí, mình chính là con ruột của ông Hoàng cải lương. Chị cho biết bản thân không theo nghệ thuật và có công việc riêng, chính vì thế được cha ruột giấu kín để tránh thị phi. Con gái ruột nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh bổ sung, tôi đã có gia đình, chủ yếu sống bên nhà chồng ở quận 7, thỉnh thoảng tôi vẫn tới lui để thăm hỏi và chăm sóc cha. Thời gian qua, Võ Hồng Loan bị vướng vào vụ tranh chấp tài sản với mẹ con nữ ca sĩ Hồng Phượng, em cháu ruột, cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Từ vụ tranh chấp này đã dấy lên tin đồn Võ Hồng Loan không phải con gái cố nghệ sĩ. Tuy nhiên, mới đây, ca sĩ Nguyên Vũ bất ngờ lên tiếng về việc có người thách đố Hồng Loan xét nghiệm ADN để chứng thực bản thân là con ruột nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Nguyên Vũ cho biết đã có kết quả xét nghiệm ADN và sẽ được công bố với công chúng khi cần thiết vì tôn trọng con gái của ông Hoàng cải lương Hồ Quảng. Cụ thể, trên trang cá nhân, nam ca sĩ viết, việc xét nghiệm ADN đã được Vũ và Ni thực hiện trong âm thầm từ lâu khi có sự đồng ý của Võ Thị Hồng Loan. Kết quả cũng sẽ được tung ra trong phút cuối quyết định khi cần và được sự cho phép từ người lớn bên ngoài Hồng Loan. Việc này chỉ có riêng Vũ, Ni, Loan biết. Ngay cả Bùng Bùng, Thành Mỹ hay Bình Tinh, Vũ luôn không một ai biết. Nhưng hôm nay thấy có người lại thách đố nữa thì Vũ không thể không lên tiếng. Muốn thì xin mời nhé, đã đến lúc. Tuy nhiên, đây chỉ là thông tin từ phía ca sĩ Nguyên Vũ. Tính xác thực của thông tin này đến đâu còn phải chờ người trong cuộc và CQ chức năng điều tra, kiểm chứng. Không chỉ Nguyên Vũ, đại diện phát ngôn của Hồng Loan cũng đề cập đến chuyện xét nghiệm ADN một cách chắc nịch rằng bé Loan đều yêu thương ba mình và muốn bảo vệ ba mình thôi. Còn những cái ngoài luồng, không liên quan đến hồ sơ pháp lý, bé Loan không chủ động. Ni nói như vậy để mọi người hiểu. Còn vấn đề ADN, ai ở bên đó mà thách thức, mọi người phải hiểu là nhiễm sắc thể của Loan là phải xét nghiệm với chú Năm hoặc bà nội, chứ không thể xét nghiệm với chú Bảy hay cô Sáu được. Nhưng những mẫu mô còn lưu trữ, mẫu máu còn lưu trữ lại của chú có thể xét nghiệm với Loan ra kết quả. Từ mẫu máu đó, mẫu mô đó xét nghiệm với anh em ruột của chú Năm sẽ ra kết quả. Sau đó lấy hai bên đối chiếu lại với nhau, nếu bên nào thách đố thì cần sự chứng kiến của hai bên. Theo luật, ADN không cần bổ sung vào hồ sơ pháp lý, Loan là con hợp pháp của chú Năm trên giấy tờ rõ ràng, không cần bổ sung ADN. Trên các diễn đàn, chuyện Võ Hồng Loan là con nuôi hay con đẻ của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh vẫn được người hâm mộ quan tâm. Hiện tại, gia đình của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh vẫn chưa lên tiếng. Giữa ồn ào để lộ thông tin xét nghiệm ADN của con gái cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, Nguyên Vũ giờ làm gì và ở đâu? Nguyên Vũ chính là người chia sẻ thông tin về việc xét nghiệm ADN của con gái cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Giữa những ồn ào này, anh đang làm gì và ở đâu? Nguyên Vũ mới đây bất ngờ khiến mạng xã hội và người hâm mộ, ông Hoàng cải lương Hồ Quảng quan tâm khi chia sẻ thông tin về kết quả xét nghiệm ADN của con gái nghệ sĩ quá cố. Việc xét nghiệm ADN đã được Vũ và Ni thực hiện trong âm thầm từ lâu khi có sự đồng ý của Võ Thị Hồng Loan. Kết quả cũng sẽ được tung ra trong phút cuối quyết định khi cần và được sự cho phép từ người lớn bên ngoại Hồng Loan. Việc này chỉ có riêng Vũ, Ni, Loan biết. Ngay cả Bùm Bùm, Thành Mỹ hay Bình Tinh, Vũ luôn không một ai biết. Nhưng hôm nay thấy có người lại thách đố nữa thì Vũ không thể không lên tiếng. Muốn thì xin mời nhé, đã đến lúc, nam ca sĩ viết. Dòng chia sẻ của nam ca sĩ nhận được nhiều lượt tương tác và hàng ngàn bình luận của những khán giả quan tâm. Tuy nhiên đây chỉ là thông tin từ phía ca sĩ Nguyên Vũ. Tính xác thực của thông tin này đến đâu còn phải chờ người trong cuộc và cơ quan chức năng điều tra, kiểm chứng. Trên các diễn đàn, chuyện Võ Hồng Loan là con nuôi hay con đẻ của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh vẫn được người hâm mộ quan tâm. Hiện tại, gia đình của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh vẫn chưa lên tiếng. Giữa lúc đưa ra thông tin gây ồn ào, ca sĩ Nguyên Vũ lại khoe ảnh đi nghỉ dưỡng ở Đà Lạt. Nam ca sĩ khoe khéo vóc dáng trẻ đẹp của mình và nhận được sự quan tâm của người hâm mộ. Hiện tại, ở tuổi U50, trong khi nhiều đồng nghiệp đã hoạt động thưa thớt, thì Nguyên Vũ vẫn chăm chỉ làm nghệ thuật và cả kinh doanh. Vài năm trở lại đây, ngoài vai trò ca sĩ, diễn viên, MC, anh còn đắt sâu làm giám khảo một số chương trình truyền hình, game show. Thuận lợi trong công việc như vậy nhưng Nguyên Vũ cũng có thời gian trầm cảm vì cân nặng. Anh từng kể, tôi tăng cân nhanh chóng từ 67 lên 77kg, tăng gần 10kg. Một buổi sáng dậy khi đứng trước gương, tôi nhận ra đã buông thả bản thân, nhiều khán giả đã nhắn tin để lại nhận xét rằng không chấp nhận hình ảnh tôi khi ấy. Vậy là Nguyên Vũ quyết tâm giảm cân. Mỗi ngày, anh dành nhiều tiếng đồng hồ để tập thể dục với cường độ cao, kết hợp ăn kiêng, ăn nhiều rau, trái cây, giảm tinh bột và đường. Sau 3 tháng, cân nặng của Nguyên Vũ trở về con số khả quan,
Tôi không tin bản thân có thể làm được điều đó. Hiện tại, tôi xuống 65kg, giảm gần 12kg, nam ca sĩ chia sẻ khi tham gia một chương trình truyền hình. Sau thời điểm lên cân quá đà, Nguyên Vũ ý thức hơn về việc giữ gìn cân nặng, ngoại hình trong mắt công chúng. Anh nghĩ đối với người nghệ sĩ, những người làm nghệ thuật, việc giữ được một thân hình đẹp cũng là một tài năng mà họ phải kiên trì, vất vả mới làm được. Hiện tại, Nguyên Vũ sở hữu vóc dáng trẻ trung như thanh niên cùng gương mặt không tuổi. Khó ai có thể tin rằng nam ca sĩ đã ở tuổi U50. Quý vị khán thính giả vừa xem xong bản tin nổ manh nóc. Quý vị và các bạn có ý kiến xin để lại ở phần bình luận. Nếu thấy thích chương trình, mong quý vị và các bạn để lại một like và đăng ký kênh ủng hộ Phương Đức nhé. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở bản tin lần sau.